Nếu ngày mai tôi thua thì đó sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi. Chính vì những lời nói này của thầy Park mà trên sân Mỹ Đình hôm qua đã có một khoảnh khắc cực kỳ đẹp để tri ân một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Sân có thể xấu, ghế có thể hỏng, nhưng tinh thần chiến đấu là điều mà Việt Nam không bao giờ thiếu. Ngồi ở sân theo dõi, mình mới thấy các cầu thủ chiến đấu hết sức như thế nào. Dù có chấn thương, va chạm cũng quyết tâm giành chiến thắng cho thầy. Còn thầy thì dù là trận đầu tiên hay cuối cùng thì lúc nào cũng tận tâm và nhiệt huyết như thế. Có người nói là thầy Park đúng là chỉ gặp thời, đúng nữa cầu thủ tốt nên mới phất lên được. Xin thưa ạ, nếu gạt bỏ hết tài thao lược của thầy, chỉ phụ thuộc vào lưới cầu thủ giỏi, thì những Bồ Đào Nha, những Brazil đã giành được chức vô địch World Cup rồi. Giờ thì cùng hướng tới trận chung kết và ủng hộ Việt Nam. Cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả những gì đã làm cho bóng đá Việt Nam.